KPI, đó là về chất lượng bài báo cáo. Và vì Humano là đơn vị độc quyền tại Việt Nam của Dematec, một thương hiệu công nghệ sinh trắc học dấu vân tay tại Mỹ. Như vậy thì chúng tôi đứng đằng sau đó được bảo trợ bởi một đội ngũ các nhà khoa học ở Mỹ thường xuyên nâng cấp và cải tiến công nghệ này. Một sản phẩm sẽ luôn luôn tốt khi chúng ta ngày càng update và nâng cấp nó. Và đội ngũ Humano được đào tạo rất là bài bản và chuyên nghiệp. Nga may mắn khi bước vào lĩnh vực sinh trắc học dấu vân tay từ những ngày đầu, từ năm 2013 đến nay. Và trong quá trình làm việc của mình thì Nga cũng đúc rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và tổng hợp nó thành những tài liệu, những cái chuyên đề cũng như bổ trợ thêm nhiều kiến thức cho các bạn tư vấn viên để chuẩn hóa về chất lượng đi tư vấn bài báo cáo sinh trắc học dấu vân tay. Sản phẩm tốt, công nghệ tốt, đội ngũ tư vấn tuyệt vời. Và Humano hiện đang là sự lựa chọn tốt nhất về công nghệ sinh trắc học dấu vân tay hiện nay.